Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Top 5 Lạ Kỳ. Như các bạn đã biết, cộng đồng mạng giờ đây tựa như một đứa trẻ con. Gần như bất kỳ điều gì cũng có thể làm cho bé phát sốt, chấn động hay hoang mang chao đảo. Những trào lưu của giới trẻ gần đây cũng không phải là một ngoại lệ. Tuy chưa đến mức phá đảo thế giới ảo, nhưng cũng để lại những dư vị khó phai. Hôm nay hãy cùng Top 5 Lạ Kỳ điểm qua Top 5 trào lưu hot nhất 2015 tính đến thời điểm hiện tại. Lưu ý, Top 5 Lạ Kỳ không sở hữu tất cả tư liệu được sử dụng trong video này. Kiss Cam, cỡ hôn trên phố. Phiên bản gốc của trò lưu này diễn ra tại các sân vận động phương Tây. Vào thời gian nghỉ giữa các trận đấu, người coi phim sẽ lia máy khắp khán đài và dừng lại ở một cặp đôi bất kỳ. Và cho dù không quen biết, họ cũng sẽ phải hôn nhau. Sau đó, hình ảnh của họ sẽ được phát trên màn hình lớn của sân vận động để mọi người cùng thưởng lãm. Sau này, Kiss Cam bị đường phố hóa và được thực hiện theo cách một cô gái hay chàng trai nào đó sẽ tặng một nụ hôn bất ngờ cho một người ngẫu nhiên mà họ gặp trên phố. Mọi việc sẽ được quay lại bằng một camera giấu kín. Sự việc khá sơ vẫn tốt đẹp cho đến khi Kiss Cam được bê sang Việt Nam, đất nước xính hàng ngoại nhất thế giới. Nói đến đây, chúng tôi, những người làm tốt đau lần này, thực sự xin lỗi các bạn vì đã không điều tra ra được ai mới chính là người đã khiến Kiss Cam trở thành một trò lưu nổi đình nổi đám tại Việt Nam. Vì chỉ có một sự thật mà chúng tôi biết chắc, đó là Kiss Cam vào Việt Nam không phải qua đường hàng không, đường bộ hay đường biển, mà qua đường bắt trước. Vì vậy, có một sự thật rõ như ban ngày là trò lưu hôn trộm này đã nhận được khá nhiều gạch đá từ hội người cao tuổi, hội phụ huynh và hội các bạn nam nữ đã có người yêu. Tất cả họ đều cho rằng đây là hành vi phản cảm, xấu xí, bồi nhọ các giá trị Việt và làm giảm đi nét đẹp của con gái. Thế nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn, team Kiss Cam vẫn cứ hôn và team bị cưỡng hôn thì vẫn cứ chửi. Đẹp trai nhiều đứa yêu. Khởi thủy của trào lưu này là đoạn phỏng vấn một học viên cai nghiện về ước mơ trong tương lai của anh ta. Và sau đây là câu trả lời của anh học viên này. Bây giờ em ước mơ trở thành ca sĩ Hàn Quốc, để cho đẹp trai, tóc tai đẹp, vuốt vuốt keo các thứ. Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu. Điểm thú vị của trào lưu này chính là cách diễn đạt có phần ngô nghê, giả nai trong bộ dạng cục mịch, dân dã, thậm chí có phần xấu xí của các nam chính. Ngay sau đó là màn lột xác đầy ấn tượng để trở thành hot boy. Mọi thứ đều trở nên vô cùng phấn khích kể từ lúc bản remix của DJ Hot Rox vang lên. Trai thì mới có nhiều đứa yêu. Ai cũng cực kỳ hào hứng vì mỗi clip đẹp trai nhiều đứa yêu lại là một phiên bản hoàn toàn khác, với những màn hóa trang ngoạn mục khác nhau và những cách thể hiện cực độc. Không chỉ khiến các chàng trai phát cuồng, một vài cô gái cũng đã bắt đầu tự quay đẹp gái nhiều đứa yêu với ước mong có người yêu. À mà không đúng, đẹp trai đẹp gái thì chắc chắn là có người yêu rồi, lại còn quay clip nữa thì chắc là để kiếm thêm nhiều đứa yêu thôi. Trai thì mới có nhiều đứa yêu. Vì hóa thân Nga, đây là trào lưu mà trong đó các nhân vật chính sẽ hóa trang mình thành những người xấu, rất xấu, xấu ma chê quỷ hờn, nói chung là càng xấu càng tốt. Sau đó họ sẽ dùng một lọ nước thần thánh có tác dụng làm đẹp tức thời. Lọ nước thánh đó có thể là một loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, nước mắm, tương ớt hay bất cứ thứ gì mà những con người xấu xí kia có thể nghĩ ra. Nói xuồng thì chẳng có gì thú vị, nhưng chính cách hóa trang tài tình và diễn xuất có phần thần thánh, các cô gái xinh đẹp đã biến trào lưu này thành một làn sóng mạnh mẽ, truyền tải một thông điệp lớn lao: không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết hư cấu. Trào lưu này có sức lan tỏa rất lớn do nó được nhiều người ủng hộ, gạch đá gần như không thể xuất hiện. Cũng mừng. Thuộc It Like Miley. Thời gian gần đây, cộng đồng mạng, đặc biệt là các chị em, phát sốt cho đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại hình ảnh của 8 trai đẹp ở khắp châu Á đang hát nhép theo giai điệu bài hit Thuộc It Like Miley. Trong đó, 8 chàng trai xuất hiện trong video đều là những anh chàng đang làm mưa làm gió tại nhiều nước châu Á bởi vẻ ngoài điển trai, nụ cười tỏa nắng và đặc biệt là body cực chuẩn. Chỉ chút nữa thì 8 thành viên này đã bị kết tội vì làm cho cơ số chị em Việt Nam ta nghẹt thở. Cuốn theo trào lưu, rất nhiều anh em đẹp trai thì nhau làm những clip Thuộc It Like Miley và nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Tuy nhiên, trò lưu này có một nhược điểm rất lớn, đó là anh em xấu trai như mình không thể đuổi theo được. Quá đáng tiếc. Nói chung thì trò lưu được sinh ra do tính hám dài của chị em. Tuy nhiên, vẫn không thể phủ nhận được sức quyến rũ từ giai điệu của Thuộc It Like Miley. Single mới nhất của Brandon Beer kết hợp cùng với nhà sản xuất Hedegaard và nam ca sĩ trẻ Christopher.
Bằng chứng là giờ đây chị em giúp Kita Miley còn nhiều hơn anh em bọn mình. Vũ điệu cồng chiêng. Có thể nói đây là một trong số rất ít những trào lưu thuần Việt nhưng lại được hưởng ứng mạnh mẽ và có sức lan tỏa khủng khiếp. Sau đêm thì The Remix hòa âm ánh sáng những ngày đầu tháng 3, vũ điệu cồng chiêng của ca sĩ Tóc Tiên đã khiến cư dân mạng trao đảo. Những động tác đơn giản, dễ thực hiện nhưng lại bắt mắt cùng với giai điệu trẻ trung vui tai đã khiến vũ điệu cồng chiêng phủ sóng khắp mọi miền Tổ quốc, từ mũi Cà Mau đến địa đầu Mông Cái, từ con gái đến con trai, từ phụ nữ có thai đến trẻ em đang ngậm bú. Sự thật là có rất nhiều người nổi tiếng cũng đã tham gia và góp phần làm nên trào lưu này. Đây là một trong những trào lưu hiếm hoi, không bị du nhập, trái lại còn lan tỏa ra ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Ui, đang sang nước nào đấy bạn ơi? Campuchia bạn ạ. Sự thật là mới đây trong một chương trình của đài truyền hình Campuchia, một nữ ca sĩ đã cover lại đoạn vũ đạo này. Ngay sau khi đoạn clip cover của nghệ sĩ Campuchia được đăng tải, khán giả bản địa đã tỏ ra rất hứng thú với vũ điệu cồng chiêng và tò mò về bản gốc của ca khúc. Họ đã có những phản hồi tích cực với phần biểu diễn này và dành những lời khen cho màn vũ đạo đẹp mắt. Trên đây là danh sách 5 trào lưu hot nhất 2015 tính đến thời điểm hiện tại. Hãy cho mình biết bạn ủng hộ hay không ủng hộ trào lưu nào bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ với bạn bè. Đừng quên subscribe để xem những video mới nhất từ channel của bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại.